chim rịp xua ngày nay bồi nhôm mà thưa nông bị chóc nhâm cho mùi tật cặp bị miếng sườn che chân chú chim món rồi hot chân món tỏ má miếng bánh bó miếng sắt sườn đại cua hay nâng miếng nông bị chọc tỏ máu miếng chi miếng chi cho nuôi pin mốc chi bò tre nâng chi cả hòm tỏ má miếng sạc tấm đồng đen sạc cây tê cả hòm hay nâng bà tê kriêm tỏ má miếng bà tôm hay nâng tôm cả hòm tôm xó tỏ má miếng sạc rồi hay nâng miếng cơm xong mình thêm tiệt miếng mình xào sốt tật tre có xó ẩm bơ hay cà pê hay nằng đông sập khăn nò
ឈ្ងុយមែនតើ កណ្ដង ញ៉ាំ ឆ្ងុយ Bye bye.